quý vị và các bạn, cùng với nhịp phát triển của thủ đô, rất nhiều những tòa nhà, những kiến trúc đẹp đã được xây dựng tại những địa điểm trung tâm của thành phố. Nơi tôi đang đứng đây, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, là nơi tọa lạc của tòa nhà Lotte với cảnh quan rất đẹp và những kiến trúc hết sức bắt mắt. Được xây dựng từ ngày 22 tháng 10 năm 2009, trải qua 6 triệu giờ thi công, ngày 2 tháng 9 năm 2014, tòa nhà Lotte chính thức mở cửa đón khách tham quan và là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai đã từng ghé thăm thủ đô Hà Nội của chúng ta. Tòa tháp bao gồm 65 tầng nổi và 5 tầng hầm, cao 267 mét, được coi là một trong những biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội. Lotte Center bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn và khu căn hộ dịch vụ cao cấp, văn phòng kinh doanh hạng A, đài quan sát và các siêu thị. Lotte Center Hà Nội là nhìn bên ngoài là một tòa tháp, nhưng bên trong lại là hai tòa tháp. Ý tưởng này đến từ đơn vị thiết kế Carlson của Mỹ, với cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam. Lotte mong muốn biểu tượng của tập đoàn mang được tinh thần và biểu trưng văn hóa Việt Nam, là một điểm nhấn kiến trúc độc đáo của Hà Nội, biểu tượng của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Sát của Lotte là một điểm đến của tòa tháp. Tại đây, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Hà Nội thông qua lớp kính trong suốt dưới chân mình. Trong quá trình thi công, nhà thiết kế đã sử dụng bê tông cường độ nén cao để giảm thiểu kích thước kết cấu và bê tông nhiệt thấp để giảm lượng khí thải CO2, với mục tiêu đưa Lotte Center trở thành một trong những tòa nhà thân thiện với môi trường. Lõi tháp cùng hệ thống kết dầm chìa thép cũng được mô tả là giúp tòa nhà chịu đựng được động đất với cường độ 7 độ Richter và tốc độ gió lên tới 32 m trên giây. Với thiết kế và kiến trúc hiện đại, trang nhã và thân thiện với người dùng, Lotte Center Hà Nội được coi là một điểm nhấn kiến trúc của thủ đô, là một trong các biểu tượng về mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp. Center Hà Nội từ hệ thống camera trên cao được ghi lại cách đây vài giờ của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Lotte Center Hà Nội nằm tại ngã ba Đào Tấn, Liễu Giai ở quận Ba Đình, Hà Nội, giữa khu vực trung tâm cũ và mới của Hà Nội. Và đây là tòa tháp cao thứ hai tại Hà Nội sau tòa tháp Gangnam Landmark Tower trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy. Điều đặc biệt ở Lotte Center Hà Nội là nhìn từ bên ngoài là một tòa tháp, nhưng bên trong lại là hai tòa tháp. Đi bên cạnh đó, nét độc đáo của tòa nhà này phải kể đến thiết kế Skywalk, công trình đi trên mây đầu tiên tại châu Á, nằm trên tầng 65 của Lotte Center Hà Nội. Và với một chỗ đứng giữa trời và bốn bề là kính chịu lực, đem tới cho người tham quan một cảm giác đầy phiêu lưu, mạo hiểm khi di chuyển giữa không trung ở độ cao 267 mét so với mặt đất. Thank you.
trung tâm Lotte Center nhìn ban ngày với hệ thống kính sẽ tạo cho quý vị và các những màu sắc khác nhau khi ánh nắng chiếu vào. Thì buổi tối thì Lotte lại hiện lên rực rỡ với những ánh đèn và thể hiện sự phồn thịnh cũng như là nét đẹp của trung tâm này. Và cũng như quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên và tổng giám đốc của trung tâm đã cho thấy Hà Nội đang thu hút ngày càng nhiều những nhà đầu tư nước ngoài và trung tâm Lotte đã thể hiện sự phồn thịnh cũng như phát triển của Hà Nội. Lotte thì có rất nhiều những khu giải trí chuyên biệt như là trung tâm thể thao, sân góp vào lưới hay là spa, thể hiện sự năng động cũng như là chuyên biệt của tòa nhà. Có thể nhìn thấy Lotte Center Hà Nội nằm tại ngã ba Đào Tấn, Liễu Giai và chính sự xuất hiện của Lotte đã làm cho khu vực này trở nên sầm uất hơn và đẹp hơn. Và Hà Nội không chỉ cổ kính với những tháp rùa, những con đường xanh rợp bóng hàng cây và còn đẹp bởi những công trình cao tầng như Lotte Center. Vâng, và từ công trình này nhìn ra xa thì chúng ta có thể nhìn thấy cả một Hà Nội lung linh sắc màu về đêm qua những hệ thống đèn điện cũng như là trung tâm Lotte đã điểm tô thêm cho sự phồn thịnh của thủ đô. Đứng giữa trời và bốn bể là kính chịu lực, đem tới cho người tham quan một cảm giác đầy phiêu lưu, mạo hiểm khi di chuyển giữa không trung ở độ cao 267m so với mặt đất. Bằng thang máy siêu tốc đi từ hầm B1 tới đài quan sát tầng 65, chỉ trong 50 giây, khách tham quan có thể sử dụng kính viễn vọng được trang bị sẵn để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy tầng cao nhất của tòa nhà với nhà hàng cao nhất của Lotte.